Chào mọi người đã quay trở lại với kênh video phụ tùng phụ kiện của Điện Máy Bình Sơn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó là lưỡi mắt xích cắt gỗ lắp cho máy cắt cỏ. Khi mà mọi người đi phát cỏ đồi, cỏ rừng ấy, thì chắc chắn là sẽ thường xuyên gặp những cây gỗ to bằng ngón chân cái hoặc là cổ tay. Hoặc là cổ chân. Nếu mà mọi người cứ lạm dụng những lưỡi cắt cỏ truyền thống để cắt ấy, thì thứ nhất là sẽ không hiệu quả. Và thứ hai là sẽ gây ra tình trạng là mẻ lưỡi, sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Thế nên đây sẽ là một giải pháp sẽ mang lại hiệu quả và độ an toàn cao cho mọi người sử dụng. Rồi, đúng như cái tên của nó thì mọi người có thể thấy bao quanh cái đường kính lưỡi khoảng đâu đó khoảng 230mm là những cái mắt xích đâu đó khoảng 20 mắt. Khá là giống với lại những cái mắt xích của máy cưa xích. Việc và nó được xếp so le nhau kín mặt bề mặt lưỡi. Và với việc là nó khá là giống với lại, nên là khi sử dụng về một thời gian, nếu mòn mọi người hoàn toàn có thể lấy những cái rũa của máy cưa xích để rũa lại cho sắc hơn và sử dụng bình thường. Và cái nữa là nếu mà mọi người cắt phải đinh, phải những cái đinh cắm ở thân cây ấy, mà có thể gây ra hỏng đến một hoặc hai mắt xích, mọi người hoàn toàn có thể lấy những cái mắt xích cưa để đột lại, như thế là bình thường và không phải bỏ lưỡi đi. Sản phẩm hao mòn mà bệnh nào cũng có thể chữa thì không biết sẽ sử dụng đến bao giờ mới hỏng mọi người ạ. Đó cái này là lưỡi mắt xích này. Nhìn bằng mắt thường mọi người cũng có thể thấy là lưỡi này khá là dày dặn. Việc thiết kế lưỡi dày dặn như thế thì tăng độ hiệu quả, tăng độ đầm. Khi mọi người cắt đạt vòng quay tối đa, lưỡi nó sẽ đầm và nó sẽ găm vào gỗ được tốt hơn. Mọi người cứ hình dung nếu mà những cái lưỡi mà nó quá mỏng ấy, thì khi mọi người đưa vào bên trong thân ấy, thân cây gỗ ấy, nó sẽ bị sóng, nó sẽ bị vênh và méo, thì nó sẽ rung lắc đến cái đầu bò, như thế thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thế nên là nhà sản xuất nó thiết kế khá là dày và chắc chắn. Nhìn về tổng quan thì đây là một sản phẩm khá là hay để mọi người có thể tận dụng lắp vào những cỏ của mình đang có, thay vì phải đầu tư một chiếc cưa mới, mà đầu tư một chiếc cưa thì rẻ thì cũng phải tiền triệu, nên là đó là cái hay của sản phẩm này. Tuy nhiên mọi người cũng không nên quá là lạm dụng cắt những cái thân gỗ quá to. Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến máy, và thứ hai là cắt sẽ mất an toàn. Những cây gỗ mà quá to thì mọi người nên đầu tư lấy một chiếc cưa. Sau đây chúng tôi sẽ quay chi tiết để mọi người có thấy được rõ hơn về sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo của kênh phụ tùng phụ kiện Điện Máy Bình Sơn. Giá của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả. Mọi người nếu có nhu cầu đặt hàng xin vui lòng kéo xuống có cả số điện thoại và giá của sản phẩm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Vào không ý nghĩa gì luôn. Quỳnh nhạc ngọt lịm luôn. Này, nó lại bay tròn đấy chứ. Tao biết cắt gỗ mình bày vẽ nhá, đây này.